Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Khi giao tranh trên bộ giữa Nga và Ukraine đang bị đóng băng ở nhiều điểm nóng, thì trọng tâm các cuộc tấn công đang được dồn vào mặt trận trên không. Với nguồn vũ khí dồi dào, Nga đang liên tục phô diễn sức mạnh không quân của mình với hàng loạt đợt không kích vào lãnh thổ Ukraine mỗi ngày. Ukrainska Pravda đưa tin, không quân Ukraine đã phải phát đi cảnh báo không kích khẩn cấp vào khoảng 3 giờ ngày 8 tháng 1 theo giờ địa phương, khi 9 máy bay ném bom Tu-95MS đã rời sân bay Olenya của Nga. Cảnh báo của không quân Ukraine có đoạn, việc 9 máy bay Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenya, vùng Muman đã được ghi lại. Thời gian gần đúng để máy bay tiếp cận đường phóng tên lửa hành trình là 5 giờ đến 5 giờ 30. Ngoài ra, không quân Ukraine một lần nữa yêu cầu người dân không bỏ qua các tín hiệu cảnh báo khẩn cấp. Đây không phải lần đầu các máy bay ném bom Nga xuất kích. Máy bay ném bom Tu-95 đang được Nga sử dụng tích cực để thực hiện những cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine thay vì Tu-160 tân tiến. Kể từ khi Nga nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, bầu trời Kiev liên tục bị đe dọa. Rạng sáng ngày 2 tháng 1, cảnh báo không kích đã vang khắp Ukraine do mối đe dọa tấn công bằng tên lửa khi có tới 16 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đồng loạt xuất kích. Tu-95MS được coi là máy bay ném bom chiến lược động cơ cánh quạt duy nhất và lớn nhất thế giới còn hoạt động. Nó được nâng cấp từ máy bay Tu-95. Tu-95 là loại máy bay ném bom chiến lược động cơ cánh quạt do Cục Thiết kế Tupolev nghiên cứu thiết kế từ những năm 1950. Trang bị cho không quân Liên Xô, tới nay trải qua khoảng 70 năm phục vụ, loại máy bay này vẫn đang tiếp tục hoạt động rộng rãi trong không quân Nga. Với kỷ lục đó, Tu-95 được xem là máy bay ném bom chiến lược cánh quạt duy nhất còn chiến đấu. Tuy người ta thường ví máy bay cánh quạt như bà già, nhưng với Tu-95 đó có lẽ là bà già lực sĩ với khả năng mang tải lớn, sức tấn công hủy diệt mạnh mẽ, tốc độ cao. Máy bay được thiết kế để giải quyết các nhiệm vụ tấn công, phá hủy các mục tiêu quan trọng nhất ở xa và sâu trong hậu phương của đối phương. Nga đã nâng cấp Tu-95 lên Tu-95MS để tăng cường khả năng tác chiến. Tu-95MS có thể hoạt động với tốc độ tối đa là 925 km/h, tầm hoạt động 15.000 km, trần bay 12 km, biến nó trở thành máy bay cánh quạt có tốc độ nhanh nhất thế giới. Tu-95MS được trang bị nhiều loại vũ khí tân tiến hiện đại như pháo, tên lửa hành trình tầm xa. Khoang trong thân máy bay thiết kế mang các loại bom thông thường và kể cả bom hạt nhân. Trong lịch sử hoạt động, Tu-95 là chiếc máy bay đã ném quả bom hạt nhân mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, Tsar Bomba vào năm 1961. Buồng lái Tu-95 với những thiết bị điều khiển nhìn khá đơn giản, không quá tinh vi. Tuy nhiên, để điều khiển máy bay bà già này, cần tới phi hành đoàn 7 người, gồm 2 phi công, 1 pháo thủ và 4 sĩ quan, định vị ném bom. Hiện nay, không quân Nga biên chế 63 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Loại máy bay ném bom này được dự tính tiếp tục hoạt động trong không quân Nga ít nhất tới năm 2040. Không chỉ vậy, không quân Nga cho ra mắt Tu-95MSM, phiên bản nâng cấp của Tu-95MS. Dòng máy bay này đã có thêm những tính năng mới, vượt xa vai trò ban đầu là thả bom rơi tự do. Tu-95MSM được trang bị tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-101. Đây là loại tên lửa cận âm có tầm bắn xấp xỉ 2.500 km. Bên cạnh đó, các nỗ lực hiện đại hóa đã cung cấp cho loại máy bay mới này khả năng phóng các loại tên lửa hành trình KH-101 và KH-102, vốn chỉ được sử dụng cho máy bay ném bom Tu-160. Ngoài ra, Tu-95MSM có thể mang cả tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới Kinzha ở các giá treo bên ngoài của nó. Tuy nhiên, tốc độ của Tu-95MSM vẫn được cho là thấp hơn so với những máy bay có khả năng siêu thanh. Như vậy, tên lửa Kinzha có thể sẽ không hoạt động hoặc mất đặc tính siêu vượt âm hay một phần khả năng của nó nếu được phóng từ loại máy bay này. Những cải tiến khác bao gồm nâng cấp khung, gia cố cánh để cho phép máy bay mang được các loại tên lửa mới một cách an toàn. Tiếp đến là nâng cấp động cơ và cánh quạt giúp gia tăng hiệu suất bay. Ngoài ra, Tu-95MSM còn được tích hợp hệ thống radar dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến, hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống hiển thị dữ liệu mới. Sự ra đời của Tu-95MSM, phiên bản nâng cấp của Tu-95MS cho thấy xu hướng thu gọn quy mô của phi đội máy bay ném bom chiến lược Nga. Trong tình cảnh Ukraine đang liên tục bị đe dọa bởi sức mạnh trên không của Nga, Lãnh đạo Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU của Đức, thủ hiến bang Bavaria, ông Markus Söder kêu gọi chính phủ trang bị cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus tầm bắn lên tới 500 km. Theo ông, nếu có được những vũ khí như vậy, Ukraine sẽ có thể đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục bằng UAV và tên lửa của quân Nga. Theo chính trị gia này, đây là cơ hội duy nhất để Ukraine tìm lại động lực và không để Nga giành chiến thắng. Ông tuyên bố rằng trong trường hợp Nga chiếm ưu thế và Mỹ tránh xa các cuộc khủng hoảng quốc tế, thì Đức và Liên minh châu Âu sẽ phải đối mặt với một vấn đề an ninh thực sự. Theo đó, ông kêu gọi chính phủ đáp ứng lời kêu gọi của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Taurus. Trong tuần qua, đại diện một số chính đảng ở Đức cũng kêu gọi viện trợ tên lửa này cho Kiev. Thậm chí một số chính trị gia Đức công khai kêu gọi tấn công vào các hạ tầng ở Nga. Đến nay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn tỏ ra khá thận trọng và quyết định chưa đáp ứng đề nghị của Ukraine. Ông nhiều lần nhấn mạnh tất cả các lô hàng vũ khí đang được đàm phán với các đối tác, bao gồm cả những lô hàng đang vận chuyển trên biển. Ông cũng lưu ý rằng việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không và đạn pháo vẫn là ưu tiên hàng đầu của Đức. Cách đây 10 năm, Đức đã trang bị cho quân đội nước này khoảng 600 tên lửa hành trình Taurus. Taurus là tên lửa hành trình tầm xa dành cho máy bay do Đức, Thụy Điển hợp tác sản xuất. Tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Taurus được đánh giá là một trong những tên lửa hành trình tiên tiến nhất do châu Âu sản xuất. Ở một số khía cạnh, Taurus tương tự như tên lửa Storm Shadow mà Anh đã cung cấp cho Ukraine, song tên lửa của Anh có tầm bắn hạn chế hơn. Tên lửa của Đức có thể bắn trúng cả các mục tiêu riêng biệt như xe tăng, pháo, radar, sở chỉ huy, bệ phóng tên lửa và các mục tiêu lớn hơn như đoàn xe quân sự, cụm sở chỉ huy, căn cứ quân sự, kho bãi. Hơn nữa, máy bay mang tên lửa không cần phải đi vào khu vực phòng không của đối phương. Đức là một trong những nước viện trợ nhiều nhất cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây gần 2 năm. Mặc dù vậy, Berlin còn khá dè dặt với các đề nghị cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine do lo ngại nguy cơ đối đầu trực tiếp với Moscow. Nga nhiều lần tuyên bố việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và huấn luyện cho quân đội Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột kéo dài và có nguy cơ lan rộng, trong khi không thể thay đổi cục diện chiến trường. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng có phát biểu cho rằng người nộp thuế ở EU đang bắt đầu nhận thức được tiền của họ đang bị Kiev chi tiêu sai mục đích. Ông Peskov nói tiền viện trợ sẽ không thể thay đổi cục diện mà chỉ gây bất lợi cho các nền kinh tế EU vốn đang trải qua giai đoạn khó khăn. Người phát ngôn Điện Kremlin còn khẳng định Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra. Trước đây, Moscow đã làm rõ rằng hoạt động quân sự của họ ở Ukraine nhằm mục đích phi quân sự hóa và phi quốc tế hóa nước này. Trong khi đó, Kiev và các nước đồng minh phương Tây cho rằng Moscow đang có ý định chiếm đất ở Ukraine theo kiểu đế quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!